Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị đón xem tin nóng 11 giờ của truyền hình Hậu Giang. Hôm nay Chủ nhật ngày 9 tháng 4 năm 2017, nhằm ngày 13 tháng 3 năm Đinh Dậu. Những nội dung chính có trong chương trình hôm nay. Thành phố Hồ Chí Minh, ô tô tông xe dừng giữa quốc lộ sửa chữa, hai người tử vong. Việt Nam tăng 10 bậc trong bảng xếp hạng thế giới về chính phủ điện tử. Ngắm bộ sưu tập xe cổ độc nhất Sài Thành. Trong phần tin quốc tế có các nội dung: hai đoàn chở gần 500 người đâm nhau ở Moscow, làm ít nhất 50 người bị thương. Thông tin chúng tôi vừa nhận được, rạng sáng nay, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra trên quốc lộ 1, phường Tân Tạo, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Hậu quả, một tài xế và một phụ xe tử vong. Thông tin ban đầu cho biết, vào khoảng 1 giờ sáng, xe tải mang biển kiểm soát 61H4517 do tài xế Tống Quang Hiếu, 37 tuổi, quê ở Bến Tre, điều khiển lưu thông trên quốc lộ 1, hướng từ Long An về quận 12. Khi xe vừa qua cầu vượt tỉnh Lộ 10, quận Bình Tân khoảng 100m, thì bất ngờ đâm thẳng vào đuôi xe tải cẩu đang dừng đậu trên làn ô tô để sửa xe do gặp sự cố giữa đường. Cú va chạm cực mạnh đã khiến đầu xe tải biến dạng móp méo hoàn toàn, nhiều mảnh vỡ văng tung tóe trên đường. Tài xế Hiếu chết trên cabin. Riêng tài xế và phụ xe tải cẩu đang đứng sửa chữa phương tiện cũng bị tông trúng văng ra đường. Sau đó người dân nhanh chóng đưa các nạn nhân vào bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên do chấn thương quá nặng, phụ xe đã tử vong. Theo người dân trong khu vực cho biết, trước thời điểm xảy ra tai nạn, xe cẩu dừng đậu ở làn ô tô để sửa chữa và có đặt phía sau một thùng xốp làm báo hiệu để cảnh báo người tham gia giao thông. Thông tin mới nhất liên quan đến vụ sập công trình đang xây dựng khiến một người chết và hai người bị thương mà tin tức Đông Tây sáng nay có thông tin. Sáng nay, lãnh đạo công an thành phố Nha Trang, Khánh Hòa cho biết đang điều tra vụ tai nạn lao động thương tâm này. Được biết, công trình xây dựng không có giấy phép và từng bị xử phạt. Theo các nhân chứng, vào thời điểm xảy ra vụ việc, khi các công nhân đang thi công công trình thì tấm đan bê tông trên lầu 1 bất ngờ đổ sập. Hậu quả, anh Trương Văn Chính bị tấm bê tông đè trúng người tử vong tại chỗ. Anh Trần Quang Cương cùng với một người khác bị thương nặng. Theo ông Nguyễn Văn Hưởng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phước Đồng, căn nhà nơi các công nhân gặp nạn do ông Quế đứng ra thuê nhân công để xây dựng nhà ở. Tuy nhiên, ông Hưởng cho biết công trình này xây không phép. Đầu tháng 3, xã Phước Đồng đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Quế về hành vi xây dựng công trình khi chưa có giấy phép xây dựng. Chuyển sang các tin tức khác. Thủ tướng Chính phủ đã giao Văn phòng Chính phủ mở kênh thông tin tương tác giữa Chính phủ với người dân để lắng nghe, tiếp nhận và xử lý kịp thời những vướng mắc, phản ánh, kiến nghị của người dân qua cổng thông tin điện tử Chính phủ tại địa chỉ gdan.chinhphu.vn. Theo đó, Thủ tướng Chính phủ giao Văn phòng Chính phủ chủ trì, phối hợp với các bộ ngành địa phương, tổ chức nghiên cứu để đề xuất với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xử lý dứt điểm những phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp về cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính liên quan đến hai hay nhiều cơ quan hành chính nhà nước và đã được các cơ quan này xử lý nhưng không thống nhất được phương án xử lý. Đã được các bộ ngành địa phương xử lý nhưng người dân, doanh nghiệp vẫn tiếp tục phản ánh, kiến nghị thuộc thẩm quyền quyết định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Việt Nam đã tăng 10 bậc trên bảng xếp hạng của Liên Hợp Quốc, đứng thứ 89 trên 193 nước, lọt vào nhóm các nước có chỉ số phát triển chính phủ điện tử cao trong năm 2016. Tiêu chí đánh giá dựa trên 3 chỉ số chính, đó là mức áp dụng các dịch vụ công trực tuyến. Đây là tiêu chí đánh giá xem người dân được hưởng lợi như thế nào. Ở tiêu chí này, Anh được trọn vẹn 100% số điểm và cũng đồng thời là nước đứng đầu toàn thế giới. Chỉ số về hạ tầng viễn thông cho biết một nước có khả năng đẩy mạnh giao dịch qua mạng đến mức nào. Australia, nước đứng thứ 2 thế giới, đứng đầu về tiêu chí này vì được trọn vẹn số điểm. Nguồn nhân lực, dù máy móc có hiện đại đến đâu thì con người vẫn vô cùng quan trọng, quyết định xem dịch vụ công trực tuyến có thực sự thuận tiện hay không. Một thông tin đáng chú ý cho ngành cá tra Việt Nam. Theo trang thông tin về thủy sản seafoodsource.com, từ ngày 1 tháng 9 năm 2017, Bộ Nông nghiệp Mỹ sẽ giám sát cá da trơn, cá tra với một tên gọi thống nhất là catfish. Theo đó, cho đến khi quyết định trên có hiệu lực, cá tra Việt Nam xuất khẩu sang Mỹ vẫn chịu sự kiểm tra của Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ. Còn sau thời điểm 1 tháng 9,
Bộ Nông nghiệp Mỹ sẽ làm thay công việc của Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ, kiểm tra tất cả các khâu của chuỗi sản xuất ở Việt Nam, từ khi ươm trứng cho đến sản phẩm đóng gói cuối cùng. Hiện nay khoảng 90% sản phẩm cá tra sản xuất tại Việt Nam được xuất khẩu sang Mỹ, thị trường khó tính và kiểm soát rất nghiêm ngặt các mặt hàng xuất khẩu từ các nước khác, trong đó có cá tra Việt Nam. Ngân hàng Nhà nước cho biết, tính đến ngày 23 tháng 3, tín dụng trên toàn hệ thống đã tăng 3,14% so với cuối năm 2016. Con số này cao hơn so với ước tính trước đó của Tổng cục Thống kê và cũng là mức tăng cao nhất trong vòng 6 năm qua. So với cùng kỳ năm 2016, mức tăng trưởng tín dụng toàn hệ thống chỉ ở mức 1,79%. Liên quan đến gói tín dụng 100.000 tỷ đồng cho phát triển nông nghiệp công nghệ cao, theo chỉ đạo của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước cho biết sẽ ban hành quyết định, hướng dẫn và chỉ đạo các ngân hàng thương mại dành nguồn vốn để cho vay với lãi suất thấp hơn từ 0,5 đến 1,5% một năm so với lãi suất cho vay thông thường trong tháng 4. Cờ bạc, đỏ đen, sát phạt lẫn nhau diễn ra dưới nhiều hình thức với sự tham gia của nhiều đối tượng đã trở thành vấn nạn của xã hội, đặc biệt là tệ nạn này ngày càng diễn biến phức tạp. Vào lúc 12 giờ ngày 8 tháng 4, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Cần Thơ phối hợp với Công an quận Bình Thủy tổ chức triệt phá bắt quả tang một điểm đá gà ăn tiền trên địa bàn quận. Thời điểm trên, hàng chục chiến sĩ công an đã bất ngờ ập vào bắt quả tang 13 đối tượng đang tham gia đánh bạc bằng hình thức đá gà ăn tiền tại một khu đất trống thuộc tổ 19, khu vực Bình Yên, phường Long Hòa, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ. Tại hiện trường, lực lượng công an đã thu giữ 4 con gà đá, 4 cặp cửa gà, hơn 30 triệu đồng tiền mặt, 13 chiếc điện thoại di động và nhiều xe gắn máy các loại. 13 đối tượng tham gia đá gà ăn tiền đã được đưa về cơ quan công an để tiếp tục điều tra làm rõ. Tối ngày 8 tháng 4, lực lượng chức năng huyện Hóc Môn phối hợp cùng với các đơn vị nghiệp vụ Công an thành phố Hồ Chí Minh đã khám nghiệm hiện trường, điều tra về vụ án mạng xảy ra trên địa bàn. Chiều cùng ngày, thanh niên tên Mạnh khoảng 23 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn đã đổi tên, bị một người cầm hung khí đuổi theo đâm trọng thương trên đường ấp Đông 1-2, xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn. Nạn nhân đi được vài bước rồi ngã gục xuống đường. Người dân xung quanh chạy tới, thấy Mạnh nằm thoi thóp, trên người có vết thương ở vùng lưng. Nạn nhân được đưa đến bệnh viện để cấp cứu nhưng không qua khỏi. Đam mê nó biến thành cái giận. Điều này không qua khi nói về thú chơi xe cổ của những người đã trót đam mê. Có tận mắt chứng kiến bộ sưu tập hàng trăm chiếc xe cổ của anh Long Huỳnh và anh Trường Giang ngụ ở quận 7, thành phố Hồ Chí Minh thì mới thấy hết được sự kỳ công của thú chơi này. Bộ sưu tập của hai anh nằm dưới một tầng hầm ở một cao ốc bên quận 7. Chỉ một góc nhỏ nhưng đã có đến hàng trăm chiếc xe, đa phần là dòng xe xuất phát từ các nước Đức, tiệp khách. Còn lại là các dòng xe từ Pháp, Ý, Nhật. Hàng ngày, đây là nơi mà hai anh thường hay lui tới chăm sóc những đứa con của mình. Anh Long chia sẻ, không chơi thì thôi, nếu đã chơi xe cổ rồi thì đam mê lắm. Nghe ở đâu có một con xe cổ là anh em gần như mất ăn mất ngủ, chỉ mong sớm được tận mắt nhìn thấy. Chỉ sợ một điều là khi gặp chiếc xe không còn nguyên bản do nhiều lý do thì buồn lắm. Riêng dòng xe các nước xã hội chủ nghĩa thì đa số nhập về ở miền Bắc rồi mới vào miền Nam. Thời điểm sản xuất đã vài chục năm, có xe 7-80 năm, nay tìm lại phụ tùng để sửa chữa, thay thế, phục chế là điều không hề đơn giản. Ngày nay tìm lại những chiếc xe nguyên bản là điều không hề đơn giản. Tìm được một xe cổ là một chuyện, phục chế lại xe là chuyện khác, không kém phần kỳ công. Hai đoàn tàu chở gần 500 người đâm nhau ở Moscow, làm ít nhất 50 người bị thương. Vụ tấn công khủng bố ở Thụy Điển, nghi phạm có tên trong tài liệu tình báo. Google sử dụng trí tuệ nhân tạo chống cực đoan hóa trên Internet. Mở đầu phần tin quốc tế trưa nay là thông tin mới nhất về tình hình tai nạn tàu hỏa nghiêm trọng tại Nga. Theo RT đưa tin, sáng nay, ít nhất 50 người bị thương khi một chiếc tàu đi từ Moscow tới Brest đâm vào một chiếc tàu ở đô thị bị mất phanh ở Moscow. Người phát ngôn Ủy ban điều tra cho biết, thời điểm xảy ra tai nạn, chiếc tàu hỏa đường dài chở theo 445 hành khách, trong khi con tàu đô thị chở một tài xế, một trợ lý và hai người soát vé. Theo thông tin từ cơ quan chức năng địa phương, trong số những nạn nhân có nhiều người nước ngoài. Đội cứu hộ đã có mặt tại hiện trường sơ tán toàn bộ hành khách. Khoảng 170 nhân viên cứu hộ đang làm việc tại hiện trường. Hai tàu phản ứng khẩn cấp cũng đã có mặt để hỗ trợ hành khách.
các tuyến đường sắt trong khu vực buộc phải đóng cửa tạm thời. Dự kiến sẽ hoạt động trở lại vào sáng sớm ngày 9 tháng 4 theo giờ địa phương. Tổng thống Nga Vladimir Putin đang theo dõi sát tình hình và đã ra lệnh tiến hành mọi bước cần thiết để khắc phục tình hình. Trước đó, Bộ Quốc phòng Serbia thông báo một máy bay quân sự đã rơi tại miền Tây của nước này khi đang thực hiện công tác huấn luyện. Hai phi công trên máy bay hiện đang mất tích. Theo thông báo, chiếc máy bay huấn luyện G4 này đã rơi gần làng Slatina, miền Tây của Serbia vào lúc 10 giờ 30 phút theo giờ địa phương, tức là 15 giờ 30 phút theo giờ Việt Nam. Việc tìm kiếm các phi công cũng như điều tra nguyên nhân của vụ việc vẫn đang được tiến hành. Liên quan đến vụ tấn công khủng bố ở Thụy Điển khiến nhiều người chết và bị thương, trong diễn biến mới nhất, cảnh sát Thụy Điển cho biết nghi phạm trong vụ tấn công này từng có tên trong tài liệu tình báo, tuy nhiên được coi là một đối tượng không nguy hiểm. Nghi phạm đến từ Uzbekistan và hiện đang bị tạm giam để điều tra. Theo người đứng đầu lực lượng cảnh sát quốc gia Thụy Điển, ông Dan Eliasson, cảnh sát nước này đang tập trung điều tra nghi phạm nhập cảnh Thụy Điển bằng cách nào, cư trú tại đâu và có những mối liên hệ nào. Cảnh sát đã tìm thấy một thiết bị trong chiếc xe tải tấn công trên ghế của lái xe. Hiện cảnh sát chưa biết đây có phải là một quả bom hay một vật gây cháy nổ hay không. Vụ tấn công ở Thụy Điển là vụ tấn công khủng bố mới nhất theo hình thức lao xe tải vào đám đông ở khu vực châu Âu. Hồi tháng 7 năm 2016, một kẻ tấn công đã lao xe vào đám đông ở thành phố Nice của Pháp, làm 84 người thiệt mạng và hơn 300 người bị thương. Tháng 12 năm 2016, một vụ đâm xe tải tại chợ Giáng sinh ở Berlin của Đức đã làm 12 người thiệt mạng. Gần đây nhất, vào chiều 22 tháng 3, một vụ tấn công tương tự đã xảy ra bên ngoài tòa nhà Quốc hội Anh, làm 4 người thiệt mạng và 50 người bị thương. Vụ khủng bố lần này là dấu hiệu vô cùng đáng lo ngại vì nó xảy ra tại thủ đô của Thụy Điển, một đất nước vốn nổi tiếng là yên bình và hầu như không có dấu hiệu cảnh báo nào về vấn đề an ninh. Điều này cũng cho thấy phạm vi hoạt động của bọn khủng bố những năm qua đã không ngừng mở rộng từ Tây Âu sang Bắc Âu, nơi vẫn được coi là một trong số những địa bàn an toàn và ổn định nhất thế giới. Những diễn biến mới nhất tại châu Âu đặt ra đòi hỏi cấp thiết phải có sự nỗ lực phối hợp chặt chẽ giữa các quốc gia cùng những giải pháp dài hơi để có thể đảm bảo an ninh cho khu vực. Chương trình được tiếp tục với các thông tin đáng chú ý khác trên lĩnh vực công nghệ. Sau khi hàng loạt các đối tác và khách hàng lớn tuyên bố tẩy chay dịch vụ quảng cáo của hãng sau khi quảng cáo của họ xuất hiện cạnh những nội dung cực đoan, thù địch. Theo số liệu chưa được kiểm toán của Alphabet, công ty mẹ của Google, thu nhập từ quảng cáo chiếm tới 86% trong tổng số doanh thu 26,1 tỷ đô la Mỹ của Google trong quý 4 năm ngoái. Mới đây, Google thông báo sẽ sử dụng ứng dụng trí tuệ nhân tạo để ngăn chặn những luồng thông tin mang tính thù địch và cực đoan trên Internet. Hơn ai hết, Google hiểu rằng nếu để mất quảng cáo trên YouTube, tức là gã khổng lồ này sẽ mất đi cổ máy hái ra tiền của mình. Theo đó, Google sẽ áp dụng công nghệ tự học Machine Learning, phương pháp phân tích dữ liệu, tự động hóa việc xây dựng mô hình phân tích, cùng với một số công nghệ tiên tiến khác để kiểm duyệt nội dung trên YouTube, tránh để các quảng cáo thương hiệu của khách hàng xuất hiện cạnh các đoạn video chứa thông tin không phù hợp. Ngoài ra, gã khổng lồ công nghệ cũng sẽ phối hợp với các bên thứ ba để đảm bảo quảng cáo của khách hàng không hiển thị ở những vị trí không mong muốn. Không quá ngạc nhiên khi bộ phim kinh dị Get Out, Trốn Thoát của đạo diễn Jordan Peele dẫn đầu với 6 đề cử, bởi bộ phim này đã trở thành hiện tượng phòng vé toàn cầu. Không chỉ đơn thuần là bộ phim kinh dị dọa khán giả bằng những hình ảnh quái đản hay những màn giật mình đến thót tim, Get Out còn chứa đựng những châm biếm sâu cay về một đề tài xã hội nóng bỏng, nạn phân biệt chủng tộc. Ngay trong những ngày đầu tiên ra mắt khán giả thế giới, Get Out đã được giới phê bình tung hô là bộ phim kinh dị hoàn toàn khác biệt với đánh giá điểm số tuyệt đối 100% trên chuyên trang phê bình điện ảnh Rotten Tomatoes. Phim đã khởi chiếu tại Việt Nam từ ngày 6 tháng 4. Một nhà sáng chế người Anh vừa chế tạo thành công một bộ đồ robot sinh học đặc biệt giúp người sử dụng có thể bay lượn như chim khi mà họ có thể bay vài trăm km trong vòng 1 giờ ở độ cao gần 1.000 mét. Theo nhà sáng chế Richard Brown, bộ đồ robot có lắp 6 động cơ đẩy giống như động cơ của máy bay nhưng là phiên bản thu nhỏ ở phần cánh tay và phía sau lưng, giúp cho người mặc có thể bay theo hướng thẳng đứng, tự do trong không trung và cử động cơ thể để điều khiển hướng bay. Nhà sáng chế Richard Browning chia sẻ, tôi hy vọng phát minh này sẽ mở ra một cuộc cách mạng trong lịch sử hàng không. Đây không chỉ là bước khởi đầu cho kỹ thuật trọng điểm, mà sẽ mang lại tiềm năng vô hạn cho các ứng dụng giải trí, thương mại và hàng không.
nóng 11 giờ hôm nay đến đây xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi. Mến chào và hẹn gặp lại vào chương trình ngày mai.